Đàm Tùng Vận tung ảnh cưới cực ngọt, bạn trai làm cùng ngành khiến fan phấn khích. Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên được khán giả cực kỳ yêu thích. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi cực mạnh giúp nữ diễn viên dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai diễn khác nhau. Sau thành công của Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Quy Lộ Đường Về, hợp tác cùng Tịnh Bách Nhiên. Trong dự án phim lần này, khán giả sẽ được thấy Đàm Tùng Vận thể hiện nhân vật từ khi còn là cô học sinh cho đến lúc trưởng thành bước vào lễ đường. Dù là tạo hình nào, nữ diễn viên 9X này cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt hình ảnh Đàm Tùng Vận mặc váy cưới khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp. Trong Quy Lộ, nhân vật của Đàm Tùng Vận sẽ có một đám cưới. Hình ảnh cô nàng diện váy cưới trắng, dù để kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo. Đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc khiến người xem không khỏi rơi nước mắt. Đây là lần hiếm hoi khán giả được thấy Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trên màn ảnh. Đâu chỉ có Đàm Tùng Vận, Tịnh Bách Nhiên cũng nhận được vô số lời khen ngợi trong Quy Lộ. Những màn tương tác tình bể bình của hai ngôi sao này được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Vừa lên sóng hai tập đầu tiên, Quy Lộ của Tịnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã thu về thành tích khả quan với mức rating trung bình là 0,5294%. Với ngoại hình đẹp và chemistry ấn tượng của nam nữ chính, khán giả cho rằng dự án phim Quy Lộ sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong tương lai. Đây là dự án phim chiếu đài thứ hai của Đàm Tùng Vận tính từ đầu năm 2023 đến nay sau Hướng Gió Mà Đi. Quy Lộ là câu chuyện nói về hai nhân vật tên Lộ Viêm Thần Tịnh Bách Nhiên và Quy Hiểu Đàm Tùng Vận. Mối tình của hai người bắt đầu từ thời còn đi học, là kiểu trải qua cay đắng ngọt bùi từ thời thanh xuân. Sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi khắp nơi tập huấn, cả hai ít gặp nhau dần rồi xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Hai người thực tế vẫn còn yêu nhau nhưng không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương. Rồi đến 10 năm sau, họ gặp lại và lửa tình lại bùng cháy. Có thể nói Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Trung Quốc mà có được thành tích đồ sộ mảng truyền hình với nhiều tác phẩm có rating ấn tượng. Chính vì điều này mà nhiều đề tài về khả năng gánh phim của Đàm Tùng Vận thường xuyên được mang ra thảo luận. Mặc dù cùng thuộc lứa tiểu hoa sau 90 như Dương Tử, Cúc Tình Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng con đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận luôn vô cùng rõ ràng. Cô tỉ mỉ trong việc lựa chọn kịch bản và không ngại thay đổi hình tượng nhân vật. Là một sao nữ nổi tiếng có ngoại hình ưa nhìn, nhưng Đàm Tùng Vận không hướng tới nhiều giá trị lưu lượng. Chính vì thế, dù các tác phẩm của cô tham gia tuy xét về rating và độ thảo luận phim rất cao, nhưng độ nổi tiếng của cá nhân diễn viên chỉ duy trì ở mức tạm ổn. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô cũng vướng phải một số lùm xùm kính nghiệp liên quan đến bộ phim mới Em Đẹp Hơn Ánh Xa đóng cùng Hứa Khải. Cụ thể, ngay từ khi mới công bố thông tin, Đàm Tùng Vận đã nhận chỉ trích là tự hạ thấp giá trị bản thân. Nhiều khán giả cho rằng vị trí của Đàm Tùng Vận hiện tại không đáng để cô chấp nhận chuyện đóng với Hứa Khải theo kiểu bình phiên. Tưởng rằng vụ việc này sẽ chìm xuồng, nào ngờ fan Hứa Khải lại đào lên bằng cách tố Đàm Tùng Vận làm việc qua loa thiếu trách nhiệm. Fan Hứa Khải công khai chỉ trích Đàm Tùng Vận không có mặt trong đoàn phim nửa tháng. Dự án khai máy được 27 ngày nhưng cô đã nghỉ quay đến 16 ngày. Lý do cho việc vắng mặt đột ngột này, fan Hứa Khải cho rằng Đàm Tùng Vận bận đi quay bổ sung cho dự án điện ảnh Tạm Biệt Lý Khả Nhạc. Fan Hứa Khải chẳng ngại ngần mắng Đàm Tùng Vận không tôn trọng đoàn phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao, không biết sắp xếp công việc dẫn đến chuyện bỏ Hứa Khải bơ vơ một mình, phải diễn cùng diễn viên đóng thế cho Đàm Tùng Vận. Đáp lại fan Hứa Khải, fan Đàm Tùng Vận mạnh mẽ bảo vệ thần tượng, đồng thời chỉ trích Hứa Khải diễn kém, tài năng có hạn, luôn là gánh nặng cho các đồng nghiệp nữ mỗi khi đóng phim ngôn tình.